Đoàn kiểm tra của Bộ đội Biên phòng 3 ngày qua đã đi kiểm tra công tác chốt chặn trên khu vực biên giới của tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Long An để đảm bảo phòng dịch đảm bảo cho ngày bầu cử sắp tới. Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Biên phòng chỉ đạo các đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng của 3 tỉnh tăng cường tuần tra, siết chặt, khép kín biên giới, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới. Phong trào này cũng vừa được đồn biên phòng Bắc Sơn phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Bắc Sơn của thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh phát động, góp phần vào tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.